Đây, hôm nay tôi vào khu rừng vườn của nhà anh tôi. Sẽ đố các bạn đây là cây gì mà nó lại có một cái thân hàng trăm mét luôn. Đây các bạn nhìn nhá. Tôi đi cho các bạn xem. Đây từ gốc đây nhá. Gốc à. Quái dị luôn. Đây là một nhánh này. Đấy, đây là nhánh. Nhìn như mũi khoan luôn. Đấy, ra bên kia. Thế còn cái nhánh này thì có thể đi được xuyên suốt. Đây. Các bạn đây là cây gì? Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, đi qua bụi chuối này. Sang nơi này. Đấy. Ui dồi ôi, hàng trăm mét luôn, qua cây, đấy, không còn đến đây, đấy, dài hàng trăm mét các bạn nhá, đi qua cây này, sang vườn bên này luôn, đấy, leo lên ngọn cây, còn đi nữa, đố các bạn là loại cây gì? Các bạn comment nhá.